Rồi mời cả nhà ăn phở uống cà phê buổi sáng nha. Rồi hôm nay là ngày mùng 10 nha cả nhà. Ngày mùng 10 thứ hai đầu tuần. Hello các em, năm mới phát tài các em ơi. Sáng sáng chưa? Hôm nay Bụn sẽ đi dự lễ, một buổi lễ rất là đặc biệt. Thì mời cả nhà ghé xem cái buổi lễ này nha. Hello tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Cũng như là mọi người đã từng xem kênh của Bụn, cũng đã biết Bụn có một thời gian đồng hành cùng Hero Team và Hero Media rất là lâu. Nhưng mà xuyên suốt khoảng thời gian từ tháng 9 tháng 10 tới bây giờ, Bụn hầu như không còn bất kỳ một động thái nào liên quan tương tác với bên Hero Team và Hero Media, thì cũng là câu chuyện là Bụn đã ngừng không có làm việc với bên Hero Team cũng như bên Hero Media nữa, mà Bụn về Bụn xây dựng lên ước mơ và cuộc sống của riêng mình. Sau qua những cái năm tháng cống hiến cho bên Hero Team và Hero Media, Bụn có được rất là nhiều kinh nghiệm quý báu cũng như là những người anh em, những mối quan hệ cực kỳ chất lượng. Những thứ đó hầu như nếu mà Bụn đi một mình, Bụn sẽ không bao giờ mà Bụn có thể có được những cái thứ đó. Bây giờ Bụn đã về, Bụn đang có ước mơ và xây dựng một cái media của riêng bản thân mình với tên là Rocket Entertainment. Những cái bạn nào có theo dõi Facebook của Bụn thì có thể thấy được cái Rocket Entertainment đó. Thì Bụn đang cố gắng tập hợp những người anh em có cùng chung đam mê bên social media để mà về làm việc cùng với nhau, để cùng nhau xây dựng những cái thứ nó tuyệt vời hơn. Những cái thứ mà Bụn tin sau này nhìn lại mọi người sẽ cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc. Có thể là trong chặng đường đó sẽ có rất là nhiều gian nan, chông gai cũng như là khó khăn. Nhưng mà Bụn tin nếu mà mình cứ cố gắng, mình cứ kiên trì, mình cứ nỗ lực thì sẽ vượt qua được những cái thứ đó. Thì giống như bây giờ mọi người xem, Bụn đang là một người start up, một người khởi nghiệp lại từ đầu. Thì Bụn luôn mong có một cái kênh YouTube của riêng bản thân mình quay về những cái cuộc sống daily vlog. Thì hôm nay Bụn đã có thời gian và có thể thực hiện được cái ước mơ đó của bản thân mình. Rất hy vọng những bạn yêu mến Bụn cũng như là yêu mến Hero cũng như là tương lai là sẽ là Rocket Entertainment sẽ mãi mãi yêu thích và đồng hành cùng với Bụn. Bây giờ Bụn sẽ cố gắng Bụn quay lại những cái thứ, những cái vấn đề liên quan tới cuộc sống của Bụn, những cái công việc xảy ra hàng ngày. Ví dụ như mà mọi người có thể là muốn khởi nghiệp một cái doanh nghiệp, một cái công ty về media nhưng không biết có phải thể làm như thế nào, làm những công việc gì, thì Bụn sẽ chia sẻ những cái vấn đề, những cái khó khăn, những cái khúc mắc thông qua kinh nghiệm Bụn đã từng làm việc ở Hero Team, Hero Media lên trong những cái video này. Nếu mà mọi người có những cái vấn đề mà chưa thể nào mà giải quyết về media, về social thì hoàn toàn có thể gửi để bình luận bên dưới, Bụn sẽ trả lời bình luận của các bạn từ từ. Thì hôm nay là ngày thứ hai, ngày mùng mùng 10 là ngày vía thần tài. Thì hôm nay thì Bụn sẽ quay lại cái cuộc sống. Thì hôm nay các anh em cũng đã quay lại cái công việc thường nhật của mọi người, là mọi người đã đến công ty và bắt đầu đi làm. Thì hiện tại là Bụn đang tận dụng ở dưới làm tiệm net của Bụn, còn ở trên thì Bụn làm cái văn phòng để cho vài anh em ngồi cùng với nhau. Có thể là mọi người sẽ thấy nó không có quá hào nhoáng và hoành tráng giống như là bên Hero Media. Thì mình cũng tâm sự thật, Bụn tài chính còn khá là eo hẹp. Nói chung là mình nghèo đi, mình là một người giám đốc nghèo thì mình nhận là mình nghèo. Thì mình không có khả năng mà mình trang trải được cái kinh phí để co thiết kế setup, nhưng mà mình tập trung vào chăm sóc đời sống
cho anh em nó tốt hơn, ví dụ như mà hỗ trợ cho mỗi các bạn một bữa cơm trưa hàng ngày đó, rồi mình dùng cái số tiền đó để mình chăm sóc đời sống tinh thần của anh em nhân viên, thì rất mong các bạn sẽ mãi mãi ủng hộ bổn cũng như là ủng hộ những anh em mà cùng đồng hành với bổn. Rồi, mọi người xem video tiếp theo vui vẻ nha. Nãy giờ lan man cũng nhiều rồi. Rồi, sau khi buổi sáng mà bổn giải quyết hết tất cả các công việc trên công ty rồi, buổi chiều hôm nay là ngày mùng 10, ngày vía thần tài, là cũng là ngày đi cắt sao, thì bổn có hẹn với bên đình chú Thác là giờ là bổn tới để mà chuẩn bị cúng kiến cắt sao cho gia đình. Hôm nay sao của bổn Hello chị. và sao của mẹ là sao xấu, nên là bổn đi cắt sao để mà mình cảm thấy là an nhiên trong lòng. Tức là khi mà các bạn cảm thấy là cuộc sống nó khó khăn thì mình Hello em. đi cúng cho tâm mình nó an thôi. Chào quá. Cô. Chứ không Đó phải là máy tính dị đoan hay là cổ con xí cho việc máy tính dị đoan nha cả nhà. Đây nói là Ngọc Quỳnh. thật ra là cũng chỉ đi Đúng để rồi. cho làm Ngọc cái tâm Quỳnh chứ mình con. an. Ngọc Quỳnh. Đây còn dư một ly đưa chú uống kìa. Thì bây giờ đếm đi coi nhà mấy người. Ba người con. Ba người rồi. Cô ơi, bốn người chứ. Là cô. Đúng không? Là hậu. Để cô ghi cái này xong rồi cô tính tiền cho rồi trả tiền. Đếm qua phải bốn người không? Ba nhà nhà chú có ba người à? Bằng bốn người nè, tôi coi Trần nào. Minh Chiến, Nguyễn Ngọc Quy. Quân. Trần Minh Chiến là khá là không phải nè, chắc là của Cái gì? Không, cái này là ở đâu nè? Không phải ở Nguyễn Ngọc Quy. Trần Minh Chiến gì ở đây? Nè. Ai ai ghi lộn rồi đó, tên Trần Minh Chiến có à? Lộn. Cái này Dạ. con bỏ vô nhà mẹ con đi cho mình chuyện cái chuyện á. Trời ơi, trời ơi. Ai bỏ Đó. vô chỗ mẹ đi, mẹ Nguyễn con Ngọc làm Quỳnh này của chuyện con nè, cho đúng rồi con. nè, Trùm Cúc nè, Mẹ đúng con rồi. thì sao nặng nè. Con sao nặng luôn à? Đúng rồi, là Mẹ hầu. con. Sao sao anh đô, anh xô gì nè. Nè, Anh nè. Long. Anh hô. Anh đi 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 đi. Số xô của sao nè. Em nữa. Nhưng mà cái đó riêng riêng, cái đó xô sẽ riêng Cái riêng đi. sao không? Sao Số không? sao cho con đó đọc. Ví dụ nguyên đóng số sao thì con nói Ví dụ nè. Trình bá thỉnh nè. Đó bị trang nè. Mấy người này con để lên đó một vô luôn. Số sao để cho thầy đọc. Alo. Mẹ con là 1965, ba là 1957. 57 đinh đầu 68. Không thấy làm hết rồi, không có nộp nữa. Ba nhẹ, chỉ có con với mẹ là sao lại không? Vậy hả? Giờ con lên con kẹp đi. Kẹp đi nè, nè, nè trả tiền nè. Tính tiền đi, tính đây, tiền. 2 triệu hả? Có 2 triệu. Rồi. 2 triệu đưa tiền. Từ từ, cứ bình tĩnh, từ bình tĩnh con. Cứ bình tĩnh. Là của anh Long Hai Sớ đúng không? Đúng rồi. Hai lần đúng không? Tức sao em cho lên mâm nha, còn anh Long hai 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 hình nhân nha. Trong quân của tôi tân phấn chống lên cao lập về đảng Việt Nam mang đi phong trước đây ông văn hoa môn đạo bắt cả các chư đạo một quê các vị đạo một quê tôi tân văn hoa môn đạo bắt cả các chư đạo một quê tân văn hoa môn đạo bắt cả các chư đạo một quê tân văn hoa môn đạo bắt thường á là trước khi bắt đầu bước vào lễ cúng á nha cả nhà, là sẽ được ăn uống, tại vì cúng thì thường tới 2 hoặc 3 tiếng lận, nên là sẽ ăn uống cho no để mà có sức mà ngồi mà cúng. Thì thường đồ ăn là được các cô các chú chuẩn Em bị ơi. rất là chu đáo và rất là ngon lành đó. Khi mà ăn uống dùng nó xong thì mọi người bắt đầu tập trung vào cúng kiến và cắt sao. Thì cả nhà cứ tiếp tục theo dõi video để mà thấy và xem là cách mà cắt sao như thế nào cả nhà. Ok ok. Đã có. Bỏ vô đây. Số bạn mấy vậy?
con ơi, con chờ mình coi nha. Con biết rồi, để con, để con. Đây là bước vào việc cắt sao nè. Mình sẽ cầm một cái đồng tiền đó. Khi mà thầy nói cắt thì sẽ thả một đồng tiền đó và dùng cái dao cắt qua. Sau đó là mình sẽ đếm cái đồng tiền đó để mà biết là có được quá giải chưa. Người áo đỏ ở giữa là bà nội mình đó cả nhà. Mình vẫn còn giữ những đồng tiền lọc của bà mình tới thời điểm hiện tại. Mình đã không xài đâu, mình sẽ giữ để nó cũng như là một cái kỷ vật cũng như kỷ niệm đối với bà nội của mình. Qua chừng anh nãy giờ không biết đếm đó. Ôi, qua đi. Thì như mọi người đã thấy, đây là giai đoạn để chuẩn bị cô mình hầu hầu đồng, cũng như là đây là tín ngưỡng là thờ mẫu đó, đây là dâng lên hầu. Nếu mà ở ngoài Bắc á, thì sẽ không có quá lạ lẫm như chuyện này, nhưng mà trong miền Nam mình thì có thể là có nhiều bạn chưa biết tới phong tục văn hóa tín ngưỡng hầu đồng này. Nhà mình thì có ba đời rồi, bà nội mình, xong rồi tới cô mình nè, cô mình là cô áo đỏ nè, xong rồi tới con của cô nữa, là ba đời của truyền thống hầu đồng. Mình thì đã từng dự những buổi hầu này ngay từ khi còn rất là bé, mà mỗi lần hầu vui lắm kìa, tại vì được phát tiền, có tiền nó đi chơi nét. Rồi, đây là hầu xong rồi. Thôi thì video trong ngày mùng 10 thì hôm nay tới đây cũng hết. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt.